Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cơm Ngà Vlog. Hôm nay thì mình sẽ luyện tập chặng đuôi từ Vlog 4 và 18 cấp tỉnh. Mời các bạn xem lại cùng mình nhé. Thử sức. Thi tiếp. Bài thi đầu tiên, mèo con nhanh nhẹn. Phép thuật mèo con. Ở bài này thì chúng ta có nhiệm vụ là giúp bạn mèo nối hai ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa hoặc phép toán giống nhau. Chúng ta bắt đầu. Trần gian là cùng nghĩa với hạ giới. Mải mê cùng nghĩa với say sưa. Óng ánh cùng nghĩa với lấp lánh. Phai cùng nghĩa với nhạt. Kinh đô cũ cùng nghĩa với cố đô. Lẻ tẻ cùng nghĩa với giải rác. Thiên cổ cùng nghĩa với muôn đời. Luật lệ cùng nghĩa với quy định. Thập thò cùng nghĩa với lấp ló. Đam đả cùng nghĩa với niềm nở. Bạn đã hoàn thành bài thi và được 100 điểm. Bài tiếp. Bài thi thứ hai, hổ con thiên tài. Em hãy giúp hổ vàng sắp xếp lại vị trí các ô trống để thành câu hoặc phép tính phù hợp. Nếu sai quá 3 lần thì bài thi sẽ dừng lại. Tôi bắt đầu làm bài. Đèo, cao, nắng, ánh, dao, gài, thắt, lưng. Nộp bài. Cao, bá, quát, khổ, luyện, thành, tài, chấm. Nộp bài. Giải, mây, trắng, đỏ, dần, trên, đỉnh, núi. Nộp bài. Con, cá, đối, nằm, trên, cối, đá. Nộp bài. Trái, đất, quay, quanh, mặt, trời, chấm. Nộp bài. Rừng, xanh, hoa, chuối, đỏ, tươi. Nộp bài. Đoàn, thuyền, chạy, đua, cùng, mặt, trời, chấm. Nộp bài. Mặt, trời, của, bắp, thì, nằm, trên, đồi, chấm. Nộp bài. Mặt, trời, xuống, biển, như, hòn, lửa. Đó, nộp bài. Mắt, cá, huy, hoàng, muôn, dặm, phơi, chấm. Bài. Bạn đã hoàn thành bài thi và được 100 điểm. Chúng ta chỉ đến bài tiếp theo, bài thi thứ 3, trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Dừng.
Rừng xa vọng tiếng chim gù, ngân nga tiếng suối vi vu gió ngàn. Mùa xuân đẫm lá ngụy trang, đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai. Ba lô nặng súng cầm tay, đường xa, xa là một đôi xây tả. Xa này phải là xa sườn nhẹ, xa sườn nặng là xa ngã rồi. Biết mấy rặng, rặng này phải là rặng, rặng, rặng rồi đờ là hai đôi xây tả. Rặng dài nhớ thương, giờ này mẹ ở quê hương, cũng chừng đang dõi theo đường ta đi. Đêm mưa ngày nắng xá, xá này phải là xá sườn nặng. Sáng đêm mưa ngày nắng xá gì, quân thù còn đó ta đi chưa về. Chim rừng thánh thót bên khe, nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng xuân. Theo Lê Anh Xuân, đây là trong bài, trong khổ thơ sau là khổ thơ vừa rồi là có ba lỗi xanh tả, chúng ta chọn ba. Câu tiếp, câu hỏi 2, đoạn thơ sau nằm trong bài thơ nào? Bè đi chiều thầm thì, gỗ lượn đàn thong thả, như bầy trâu lim dim đắm mình trong êm ả. Vũ Duy Thông là bài, là đoạn, một đoạn thơ ở trong bài Bè xuôi sông La, chúng ta chọn. Còn Đoàn Tiền đánh cá ngắm trăng dòng sông mặc áo là không phải. Câu tiếp, biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ sau? Đi suốt cả ngày thu vẫn chưa về tới ngõ, dùng rằng hoa quan họ nở tím bên sông Thương, chiều sông Thương hữu thì là ở đây là biện pháp nghệ thuật là nhân hóa. Câu tiếp, câu hỏi thứ tư, bộ phận nào là chủ ngữ trong câu mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền dịu? Quả cà chua mộng Ngô Văn Phú là chủ ngữ, sẽ là mỗi quả cà chua chín, còn mặt trời nhỏ là vị ngữ, với cả hiền dịu cũng là vị ngữ. Cà chua, cà chua không 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 đầy đủ, chưa đầy đủ để là một chủ ngữ. Câu tiếp, câu hỏi 5, xác định chủ ngữ trong câu những cánh mai vàng bung nở dưới nắng xuân thì chủ ngữ trong đây sẽ là những cánh mai vàng. Những cánh mai vàng làm gì, cái gì bung nở dưới nắng xuân? Câu tiếp, câu hỏi 6, trong bài tập đọc Gavroche ngoài chiến lũy, cậu bé ra ngoài chiến lũy để làm gì? Để nhặt đạn mang về cho nghĩa quân. Đấy là nghĩa quân thiếu đạn. Câu tiếp, câu hỏi thứ 7, trong câu kiểu ai thế nào, vị ngữ thường được cấu tạo bởi từ loại nào? Ai thế nào là danh từ, không phải danh từ là sẽ là vị ngữ. Vị ngữ ai, à chủ ngữ ai này? Động từ, động từ thì vẫn chưa là đầy đủ, thì tính từ và động từ chúng ta sẽ chọn ai thế nào, ai như thế nào, ai là ai. Cả ba đáp án đều sai, không phải, chúng ta sẽ chọn tính từ và động từ. Câu tiếp, câu hỏi thứ 8, điền từ trái nghĩa về từ đứng vào ô, vào chỗ trống để được thành ngữ. Đúng, kẻ đứng, người ngồi, trái nghĩa về đứng là ngồi. Câu tiếp, câu hỏi thứ 9, giải câu đố sau, để nguyên thì ở bếp than. Bếp than thì có thể là do, cho. Huyền vào kho nấu, người người thích ăn. Nó có cho Huyền là trò, không phải, thì sẽ là do. Do và Huyền giò, chúng ta sẽ chọn là do. Còn bát với cả chảo đây là có dấu rồi, không phải là để nguyên. Cho này thì Huyền và nó là trò, không có nghĩa. Câu tiếp, câu hỏi thứ 10, dòng nào sau đây có từ viết sai sinh tả? Dòng chơi ra giết, giò la, viết đúng chính tả rồi. Còn lầy lội, dườm ra, trừng trị, viết đúng chính tả. Còn sâu lắng, trâu rồi, rành giọt, cũng viết đúng chính tả. Còn nội chú, dục dã, dơm dạ, có từ viết sai chính tả là từ nội chú. Chú này phải chú, chú cho nặng, nội chú, bán chú. Câu tiếp, bạn đã hoàn thành bài thi trắc nghiệm, nộp bài hoàn thành bài tập, xác nhận 300 điểm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài luyện tập của Trạng Nguyên TV lớp 4, vòng 18, cấp tỉnh. Thì mình xin chúc các bạn có một kỳ thi cấp tỉnh Vũ Duy Thông cao nhất. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Tạm biệt.